Tôi là Hiếu, 28 tuổi. Mọi người nhận xét tôi là một con người nhiệt tình, dễ gần, đôi lúc hơi trầm lắng và có nhiều tâm sự. Ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành một chuyên gia IT nổi tiếng, nhưng hiện tại công việc của tôi không phải như thế. Một ngày của tôi diễn ra rất bình thường. Cho nên một hôm. Nó là thằng có một niềm đam mê bất tận với cà phê, nên dù cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ quản lý, nó vẫn quyết tâm đi theo tiếng gọi ở cà phê. Hiện nó đang quản lý chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất cả nước. Ngày xưa đi học, thằng này đàn bà nhất nhóm con trai. Nó hay làm tôi phát bực vì suốt ngày ở bên tay lại nhại với những việc đâu đâu. Alo Đạt à, tôi nhớ nhanh đang bận. 40 năm Nguyễn Trãi mày có về không? Alo? Alo? Hiếu à? Mày đâu rồi? À ừ. Thế bao giờ mày? Thứ bảy, tao định gọi chúng mày ra để bàn. Ừ được, thế mấy giờ? Ở đâu? 8 giờ, ra quán cho tao nhé. Anh gì ơi, sửa nhanh cho em xe cái. Xong rồi đây em ơi. Đây rồi, em nói xấu tao hả? Tùng, trong nhóm bạn, Tùng là đứa thành công nhất. Nó là CEO của một tập đoàn lớn. Từ ngày đi học, tôi đã rất nể thằng này vì sự thông minh và giỏi giang của nó. Nhưng đáng tiếc, thằng này bị ảo tưởng sức mạnh khá nặng, tự tin quá mức của bản thân. Tôi có phần ghen tị với nó. Này em ơi. Con mèo đen là Dung. Nó là đứa chuyên bày trò bói toán, mê tín giờ các bạn ở lớp nay trở thành một nhà văn. Tính cách nó chẳng thay đổi là mấy, vẫn cổ quá như vậy, đôi lúc còn làm chúng tôi khó chịu. Nhưng thú thực không nó ở lớp thì cũng không có những trò quậy phá quái gở và sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui. Tùng sao là thế nào? Còn đứa còn lại là Phương. Con bé này vẫn luôn sôi nổi, hào hứng như thế. Nó là đứa nói nhiều nhất mà tôi từng gặp, nhưng tính tình lại rất đơn thuần. Thời đi học, nó chỉ cắm đầu vào máy ảnh, chụp ảnh chơi vậy, mà giờ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp điều hành cả một studio lớn. Tùng dọn là thế nào? Mới lên sắt là thằng trước mà bị tao nạt suốt đấy. Này, bây giờ tao là tổng giám đốc đấy. Mày có tin ngày mai là cái quán của mày vào ngay dự giải phóng mặt bằng? Kinh chết à? Mày cho tao hộ tao cái ngay đi. Mấy cô, thích thật đấy gì? Không muốn thật bị giải phóng thật không đấy? Thôi, mày có bẻ với nhau, à. Mày sống lại đi. Từ từ mày quyền cao chứ chậm nhé, đừng có ra vẻ tao đi. Ăn to đừng nói lớn thế, hướng luôn đi. Ô, thế còn thằng nhớ đâu rồi? Ơ, thì nó đến muộn à? Suốt nhảy cao su với thằng này. Mày gọi đây đi. Hôm qua tao gọi cho nó mà. Xem lại nữa. Hôm nay gọi lại Hiếu xem nào. Lâu quá rồi. Lâu quá. Nó có đi không nữa. Bận tin là được cái lưu số nữa. Rồi rồi, lâu không gặp, tức là nhớ cống nước mà. Anh có biết nội dung hôm nay đi. Hôm qua cô làm ở đây cho tao nhá. Cô bảo gì thế? Cô bảo là 40 năm mình học trường thì bọn em có ý định về trường không ấy. Có chứ? Cô còn khỏe không? Cô giải yếu được sáng rộng hết rồi. Nhanh thế. Mày nhớ ngày xưa cô hay chỉ mắng chúng mình như thế nào không? Cầm chuyên là cầm giấy nhé, một các bạn. Ngồi, còn cầm cái rẻ, anh không muốn tôi sống cho anh mấy cái rẻ. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, sao chúng mày nói xấu cô? Này nhá, ngày xưa thằng cá bớp như mày chuyên môn đi nói xấu cô nhiều nhất lớp ấy nhá. Tao không được nói xấu cô đâu. Ờ, thế thành phần trở bật nhất mày cứ im lặng thế nhờ. Hiếu có về không Hiếu? À, chúng mày về tao về cũng được. Đương nhiên.
phải về thôi. Ngày xưa cô quý mày nhất lớp luôn thì còn cô ấy suốt ngày lên bảng, suốt ngày cho dẻo mặt, suốt ngày cô lo mặt cho còn gì nữa, kết quá rồi. Nhớ là ngày xưa nhà Dung nhỉ? Nghiên cứu công trình vĩ ạ. Cái gì vĩ ạ? Cái gì? Anh em mà xuyên không. Ôi giời, mày bị trò nhảm nhí. Mày 12 năm rồi, rồi. Không 10 năm ra là được đời rồi mà có quả. Em không có thể giới tâm linh mà. Sao cũng hoa hỏi chứng minh. Đâu? Bỏ ra xem như thế nào. Dung bắt quá ấy. Không khách quá thì tao đến bây giờ cũng có cười cho đấy. Sao? Thank you.
trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng. Hải đây. Ôi nhanh lên con. Yên nào. Hiếu. Yên nó ngủ đi. Chết rồi. Ồ. Ngon thế. Làm xong bài chưa? Ôi giời. Nào, nào. Suốt ngày ngủ ở nhà mày làm gì vậy? Cả đâu đi cô. Nào. Nó làm đâu? Thank you.
Đôi ngay bây giờ ấy. Hai chín.
tí nhá. Dạ. Thằng Hoàng mà cô.
Đó, đâu đó cô của anh. Bạn cô giáo
giờ tin vào xuyên không chưa? Cái điều hoang đường tưởng như chỉ có trên phim và trong tiểu thuyết ấy lại xảy đến với tôi. Nhưng một phép màu, bạn sẽ làm gì khi tỉnh dậy và phát hiện mình đột nhiên bé lại, trở thành cậu sinh cấp 3 mà suy nghĩ vẫn là của một người trưởng thành 28 tuổi? Thật vô lý cực kỳ, tôi như được sống lại một lần nữa. Và thật không ngờ cái cảm giác quen thuộc, thân thương với ngôi trường ấy dường như không hề phai mờ trong tôi. Kết quả thực tại, tôi không cách nào thay đổi, nhưng tôi đã làm tốt hơn trong quá khứ để không phải nói câu. Giá như...